Em chào mọi người, hôm nay là chủ nhật đấy mọi người. Khách tới kho bên em mua cái bồn inox 1000 đứng của Đại Thành. Bên em cái mặt hàng đấy hay hết lắm, mới mua về đấy ạ. Bồn này à, mới thâu về, mới chà rửa. Đây là vẫn còn à, còn đẹp, còn sạch như bồn mới mọi người ạ. Anh ở gần đây cho nên là đi xe đôi chắc chở sang cho anh là được luôn. Đi xe máy thì mình phải chằng nha, có cái lôi quăng lên khỏi phải chằng. Cái này đang để bị mưa nó không lên đây. Cái bồn này là một bồn 1,5 khối của Đại Thành mọi người ha. Ai mình cần sử dụng thì mình liên hệ bên em ha. Khách hàng bên em mới dọn đến đây sao vẫn còn đồ đạc lủng củng. Và đây hỏi mua bồn để về lắp cho con nước xài đó. Đó, cái bồn 1000 này, inox đứng Đại Thành đây. Cái giá hiện tại bên em đang bán ra ngoài á, là nó khoảng 2,2 triệu, 2,5 triệu, tùy theo vị trí xa gần mà bên em phải giao đến á. Còn anh tới đây mua thì bán anh với giá có 2 triệu thôi mọi người ha. Bồn vẫn còn nguyên, còn zin, chưa chảy lủng, bồn rất đẹp như bồn mới ạ. Bồn Đại Thành à, như mọi người biết là ngày trước ạ, là nó dày hơn bây giờ. Ngồi, bồn này cũng khá cứng cáp. Bồn bây giờ là em ấn như vậy là nó hõm vào sâu lắm á mọi người. Còn bồn này nó chỉ hơi hõm hõm thôi. Khi mình ấn tay vào là mình cảm nhận được cái inox nó dày hay mỏng đó mọi người. Đấy, em chào mọi người nha. Ai mình cần sử dụng bồn nước, bồn nhựa hay bồn inox, bồn mới hay bồn cũ thì mình vui lòng liên hệ với bên em ha. Theo số điện thoại 0978535953. Số này có Zalo để mình liên lạc trực tiếp. Mình có thể để lại số điện thoại dưới clip này, hoặc để lại tin nhắn dưới clip này, bên em sẽ tư gọi lại tư vấn cho mọi người ha. Vậy em chào mọi người. Bồn này thì giao cạnh kho, giao ở Củ Chi luôn, xã Tân Thạnh Đông luôn mọi người ạ. Tạm biệt mọi người nha. Xin chào mọi người.